Mở đầu bộ phim, chúng ta được xem một số cảnh quay từ CCTV trong một tòa nhà vô cùng vắng vẻ. Một lúc sau, người đàn ông tên George xuất hiện, đi vào tòa nhà đó. Nơi đây là một nhà xác và George là một nhân viên bảo vệ mới đi làm ngày đầu tiên. Ông ấy được một nữ nhân viên dẫn đi tham quan xung quanh, hướng dẫn trình tự các công việc cần phải làm. Đa phần thì công việc không quá nhiều, vì nơi này về đêm khá im ắng. Nếu có xe đưa thi thể đến thì George chỉ cần mở cửa chính, rồi để thi thể vào trong phòng lạnh. Cô gái hỏi ông ấy có cảm thấy rợn người khi làm việc ở đây không, thì George dõng dạc tuyên bố mình không sợ gì cả. Có thể thấy ông ấy là một người cứng rắn, không dễ bị bắt nạt. Cô gái kể cho George nghe những chuyện kỳ bí đã từng xảy ra, ví dụ như có người nhìn thấy các thi thể tự động ngồi dậy. Và người bảo vệ trước đó đã bỏ việc ngay lập tức trong ngày làm việc đầu tiên. George đi tham quan xung quanh căn phòng thì thấy một ít tóc còn dính trên máy cưa xương. Nhìn vẻ mặt thì ông ấy cũng hơi nổi da gà nhưng cố gắng tỏ ra mạnh mẽ. Cô gái sau đó dẫn George đến phòng trực, viết số điện thoại của mình lên một tờ giấy rồi rời đi. Vài giờ sau thì có xe mang thi thể đến, trong khi George ngủ quên trong ngày làm việc đầu tiên. Ông ấy thức dậy vì nghe thấy tiếng chuông cửa. Sau khi bấm nút để mở cửa thì George xuống đó để kiểm tra. Ông ấy chỉ thấy một cái túi đựng thi thể, ngoài ra không có thêm ai nữa cả. Phải một mình đẩy thi thể vào trong phòng lạnh để gắn thẻ, George đã bắt đầu thấy rợn người. Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó, khi mà cái thi thể tự động bật ngồi dậy. George run rẩy đi đến gần kiểm tra, từ từ mở dây kéo. Bên trong là thi thể của một cô gái trẻ, đột nhiên mở trừng mắt nhìn ông ấy. George sợ hãi chạy về phòng trực, khóa chặt cửa. Ông ấy gọi điện cho người đồng nghiệp ban nãy kể lại toàn bộ câu chuyện vừa xảy ra, nhưng cô ấy cho rằng George đang nói đùa. George lúc này nhìn lại camera thì thấy cái thi thể kia đã biến mất rồi đột ngột xuất hiện chỗ hành lang. Ông ấy liên tục bị dọa đến biến cả hồn. Và lúc này, chúng ta biết được toàn bộ vụ việc đã được dàn dựng, còn George là nạn nhân bất đắc dĩ trong một show truyền hình thực tế nổi tiếng về chơi jumpscare campaign. Ông ấy vì quá sợ hãi mà đã lấy ra một khẩu súng để phòng thân. Cô gái đóng vai đồng nghiệp tên là Emma vì sợ mọi chuyện sẽ bị leo thang theo chiều hướng xấu nên ra sức cảnh báo cho người đóng vai Ma. Nhưng người đó đã bỏ tai nghe ra từ lâu, thế là Emma phải chạy xuống để ngăn lại. Marcus cũng yêu cầu những người còn lại trong đội rút lui. Duy chỉ mình Azako là không hay biết gì, vẫn đam mê với vai diễn. Suýt chút là bị George bắn một phát nếu không có sự can ngăn của Emma. Cô ấy cố gắng giải thích mọi chuyện, rằng đây chỉ là một trò đùa vô hại. Sau khi lấy được khẩu súng trên tay của George thì mới biết đây là một khẩu súng giả. Marcus cùng nhóm của mình cũng xuất hiện, tập trung cảnh quay chỗ cái quần bị ướt của ông ấy. Emma lúc này rất tức giận vì trò đùa suýt chút trở thành án mạng nếu khẩu súng đó là thật, cho nên cô đã bỏ đi. Còn George thì vui vẻ khi biết mình được lên TV. Với thái độ của Emma, cô ấy biết được rằng với những trò đùa quá trớn như thế này thì đến một ngày sẽ xảy ra sự cố khủng khiếp. Quả thật không nằm ngoài lo lắng của Emma khi nó đã thực sự xảy ra. Nhưng cụ thể là như thế nào? Cùng mình xem hết video ngày hôm nay để có được câu trả lời nhé! Cảnh báo: video tóm tắt có tiết lộ nội dung và tình tiết phim. Cảnh chuyển sang một buổi casting tại văn phòng công ty của chương trình Scare Campaign. Marcus hỏi Abby một số câu hỏi và yêu cầu cô ấy hét lớn để kiểm tra khả năng diễn xuất, vì Marcus đang muốn tuyển vị trí hù dọa mới cho chương trình. Với khả năng của mình, Abby ngay lập tức được Marcus tuyển dụng. Emma đến gặp Marcus, muốn thông báo một chuyện quan trọng nhưng anh ấy quá bận, cứ liên tục nghe điện thoại, rồi sang phòng trợ lý là Dick để xem những đoạn video vừa được chỉnh sửa. Emma tức giận nói lớn rằng cô muốn xin nghỉ việc, vì cô nhận thấy mức độ hù dọa hay các trò đùa đang ngày một quá trớn hơn. Nếu gặp nhầm người thì sẽ có rắc rối lớn. Tuy nhiên, Marcus nói rằng những chương trình như Scare Campaign thì đôi khi những tình huống xảy ra ngoài kịch bản một chút mới tạo được sự thú vị. Anh ấy cũng cố thuyết phục Emma ở lại làm việc cho đến khi kết thúc mùa năm của show truyền hình thực tế này, sẵn tiện nối lại mối quan hệ của hai người. Một lúc sau, cả nhóm tập trung lại phòng họp để gặp sếp của họ là Vicky. Marcus nói nội dung tiếp theo là sẽ nổ súng tại một trại tâm thần bị bỏ hoang từ những năm 90. Vicky lúc này đã đến và cho các nhân viên xem nội dung trên deep web từ một nhóm có cái tên Madfrix. Nhóm này cũng vừa mới xuất hiện nhưng thu hút rất nhiều lượt xem, vì nội dung của nó khó đoán và rất kinh dị. Ban đầu tưởng chừng như đây chỉ là một buổi hiến tế bình thường, cho đến khi những tay camera với chiếc mặt nạ quái dị để lộ con dao bên dưới tấn công từng người một. Toàn bộ những cảnh này dường như là 100% chứ không phải kỹ xảo gì cả. Vicky nói Madfrix đang nổi lên như một hiện tượng trong giới trẻ với hơn 15 triệu người đăng ký, rồi so sánh với chương trình Scare Campaign khi mà nó đang tuột dốc như thế nào. Cô yêu cầu Marcus cùng với đội nhóm của anh phải tạo ra nội dung cuốn hút, đưa nó lên một tầm cao mới, thực tế hơn, đen tối hơn và dĩ nhiên là nguy hiểm hơn. Ở cảnh tiếp theo, nhóm của Marcus đang tất bật chuẩn bị các công đoạn cuối cùng để thực hiện tập tiếp theo của show Scare Campaign tại trại tâm thần bỏ hoang. Abby được trang điểm để trở thành một hồn ma đầy ám ảnh. Emma thì vẫn giống như những ngày trước, luôn trăn trở về trò đùa sắp diễn ra. Sẵn tiện cô hỏi về nạn nhân mới của chương trình, Marcus chỉ trả lời chung chung rằng mọi thứ đều trong tầm kiểm soát. Nạn nhân tiếp theo, Rohan, lúc này đã gần đến. Thế là Marcus yêu cầu tất cả vào vị trí. Emma thủ vai nữ y tá, ra tiếp đón Rohan. Khi hai người đến khu vườn, thì Rohan nói mình từng làm việc ở đây. Ngay vị trí này từng có một hàng đỗ quyên tuyệt đẹp do chính anh ấy trồng. Emma hơi bối rối, rồi nói với Rohan rằng nơi này chuẩn bị được sửa sang thành trung tâm trị liệu cho trẻ em, nên rất cần một người trông coi. Rohan lúc này đã nhìn thấy Abby xuất hiện bên phía cửa sổ. Khi thấy anh ấy đủ hoảng sợ thì Suzy, trong vai người làm vườn, cố tình tạo ra tiếng động để đánh lạc hướng, giúp Abby lẻn đi nơi khác. Rohan hỏi Emma rằng hiện tại có bệnh nhân nào ở đây không thì cô ấy lắc đầu.
Hai người sau đó vào trong văn phòng, Emma giả vờ mở lá thư ở trên bàn ra xem. Lúc này Rohan nói rằng mình biết mọi ngóc ngách của bệnh viện. Anh ta nhìn thấy một bức hình rồi bắt đầu lẩm bẩm. Emma đến gần hỏi Rohan đang làm gì thì đột nhiên anh ta tức giận, yêu cầu cô hãy lo việc của mình. Có tiếng chuông reo lên, đó là Marcus gọi đến giải thích với Emma rằng người này là một trường hợp đặc biệt. Nhưng nếu thành công thì tập phim sẽ vô cùng đáng xem. Emma tức giận đến gặp trực tiếp Marcus, chỉ còn mình Rohan ở trong phòng. Marcus vẫn tiếp tục với kế hoạch của mình, tiến hành những trò chơi khăm để hù dọa nạn nhân. Như là cánh cửa tự động mở, rồi những tiếng nói cười đùa của một bé gái vang vọng cả tòa nhà. Rohan đi theo những âm thanh đó thì tiếp tục bị Suzy thu hút sự chú ý. Tại đây anh ấy đã đối mặt với Abby một lúc trước khi cô ấy cười lên đầy ma mị rồi bỏ chạy. Rohan không hề tỏ ra hoảng sợ, bình tĩnh đuổi theo. Anh ấy vào trong một căn phòng ở tầng trên, có anh chàng quay phim Tony đang trốn phía sau giá treo quần áo. Emma cũng ở phòng điều khiển, hồi hộp quan sát mọi thứ. Abby ở ngay phía sau Rohan, kéo tấm vải che ra rồi tiến đến gần để đe dọa anh ấy. Emma nhìn về phía camera chỗ văn phòng làm việc thì cây mở thư đã biến mất. Cô ấy hét lên cảnh báo nhưng không kịp, Abby đã bị Rohan đâm liên tiếp nhiều nhát. Vụ việc này khiến ai nấy trong nhóm đều bàng hoàng. Emma dùng loa phát thanh để yêu cầu Rohan dừng lại sau đó chạy đi cứu Abby. Còn tên sát nhân, hắn vẫn không hề dừng tay. Sau khi phát hiện Tony đang trốn ở trong căn phòng, đã dùng cà vạt siết cổ. Emma chạy đến cùng với cây tua vít thì không thấy tên sát nhân đâu. Chỉ thấy Tony đã bị treo cổ còn Abby thì bị ném ra ngoài cửa sổ. Marcus quan sát các camera và cảnh báo cho Emma biết rằng Rohan đang quay trở lại. Một cuộc rượt đuổi diễn ra giữa hai người, cô gái lúc này hỏi Marcus một lần nữa về tiểu sử của Rohan. Hắn ta từng là bệnh nhân tâm thần ở bệnh viện này, thậm chí là có gây ra một số tội ác. Emma lúc này vừa chạy vừa chửi Marcus khi mời một người có tiền án như vậy. Thật may khi cô ấy đã gặp Suzy rồi cả hai chạy vào phòng trốn. Trước khi Emma có thể kể hết mọi chuyện cho đồng nghiệp nghe, thì Suzy vì bất cẩn đã đứng sát cánh cửa để rồi bị Rohan giết chết một cách đầy dã man từ phía sau. Emma lại phải tiếp tục bỏ trốn và được Marcus hướng dẫn chạy đến khu vực kho, nơi Chedi đang ở đó. Nhưng cánh cửa mãi không mở ra được, Rohan tiếp cận, đổi vũ khí sang cây rìu rồi hung hãn bước đến. Chedi mở được cánh cửa kịp lúc trước khi cô ấy bị bổ ra làm hai. Hai người tạm thời an toàn và liên lạc với Marcus cùng Big đang ở trên phòng điều khiển. Emma tuyệt vọng nói họ hãy gọi báo cảnh sát nhưng chưa kịp thì Rohan đã tìm đến. Chedi với Emma phải chứng kiến cảnh tàn sát của hắn một lần nữa. Chedi nhận thấy đây là cơ hội để bỏ trốn nên đã mở cửa rồi kéo Emma đi cùng. Họ chạy vào trong xe tải nhưng lại không có chìa khóa. Chedi nói Emma hãy khóa cửa xe lại, còn mình thì chạy vào trong tìm chìa khóa. Nhưng một điều không ngờ đó là Rohan đã ở trong xe từ trước. Hắn chậm rãi ngồi dậy từ băng ghế phía sau. Tuy nhiên, Emma đã phát hiện ra và nhanh tay dùng cái tua vít đâm vào tay tên sát nhân sau đó bỏ trốn. Rohan hét lên đau đớn và vào lúc này sự thật mới được tiết lộ. Anh ta chỉ là một diễn viên, còn những chuyện từ nãy đến giờ đều là dàn dựng, không hề có ai phải bỏ mạng. Ở tập phim mới nhất này, Emma lại chính là nạn nhân của các trò chơi khăm của chương trình. Marcus cố gắng trấn an Rohan hiện đang rất đau đớn, nhưng anh ấy đã mất bình tĩnh mà ngắt đường truyền kết nối. Rohan khó khăn kéo cái tua vít ra thì một vở kịch khác lại xuất hiện. Những tên trong nhóm Matt Fritz xuất hiện, vây quanh Rohan bằng camera. Anh ấy cho rằng đây là một phần bất ngờ của chương trình. Và nó bất ngờ đến mức Rohan đã bị sát hại với một con dao đâm xuyên đầu. Marcus liên lạc với các thành viên trong nhóm thông qua hệ thống liên lạc nội bộ và yêu cầu họ hãy ở yên vị trí, trong khi mình đi tìm Rohan để giải quyết khúc mắc. Chỉ còn mình Dick ở lại trong phòng, anh ấy đã nhận thấy một số trục trặc từ camera giám sát và tìm cách sửa chữa. Chuyển sang Emma, cô đã quay trở lại khu vực kho thì nhìn thấy cái máy tính vẫn còn kết nối với camera chỗ phòng điều khiển. Dù cho Dick đã vội vàng tắt kết nối nhưng Emma đã nhìn thấy hết toàn bộ. Anh ấy cố gắng thông báo sai lầm này cho Marcus thì đột nhiên những tên bí ẩn xuất hiện ngay trước camera, giống như đưa ra lời thách thức. Vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra thì Dick đã bị tấn công từ phía sau. Bọn chúng siết chặt cái thòng lọng, cắt ngang đầu của anh ấy. Mặt khác, Emma đang xem các video bên trong máy tính thì đã biết được hết toàn bộ kế hoạch của cả nhóm. Cô thất vọng nhìn về phía camera và yêu cầu được nói chuyện với Marcus. Nhưng những chiếc camera đó là của nhóm Matt Fritz và bọn chúng đang chuẩn bị đi săn những con mồi tiếp theo. Marcus lúc này đã ra đến chỗ chiếc xe, phát hiện thi thể của Rohan. Anh ấy sợ hãi dùng điện thoại gọi cầu cứu nhưng không có tín hiệu. Liên lạc với Dick thì cũng không nhận được phản hồi. Những tên đeo mặt nạ xuất hiện bao vây Marcus nhưng chúng chỉ muốn hù dọa một chút chứ chưa có ý định tấn công. Anh ấy hoảng sợ bỏ chạy và gặp được Emma. Dĩ nhiên là phải ăn một cú đấm từ cô ấy ngay lập tức. Marcus tìm cách giải thích rằng Rohan đã chết và lần này họ thực sự gặp nguy hiểm. Emma không tin định bỏ chạy thì gặp một tên đeo mặt nạ. Cô ấy vẫn cho rằng đây là kịch bản của Marcus nhưng khi thấy sát khí của tên này thì Emma cũng có phần run sợ. Bọn chúng xuất hiện ngày một đông hơn, chuẩn bị kết liễu hai người. Thì một tên trong số chúng nhận được tin nhắn từ hệ thống liên lạc nội bộ rồi tất cả rời đi tha mạng cho Emma với Marcus. Vì Abby còn nhỏ tuổi nên Emma ưu tiên đi tìm cô ấy để cảnh báo trước. Nhưng khi đến nơi thì Chedi đã bị giết chết, còn Abby đã bị bắt đi mất. Hai người xem lại đoạn video được ghi lại từ camera cắm vào bụng của Chedi thì biết được chuyện gì đã xảy ra. Những tên trong nhóm Matt Fritz thậm chí còn xâm nhập được vào điện thoại của Marcus. Chúng yêu cầu hai người hãy đến phòng điều khiển. Không còn cách nào, họ phải làm theo và Emma đã tìm một món vũ khí để phòng thân. Khi đến nơi thì hai người biết được Dick đã bỏ mạng, rồi đột nhiên đầu của Marcus bị chảy máu.
nhưng nhìn kỹ hơn thì vết máu đang rơi từ phía trên cao. Đó là của Suji, đang bị treo lên trần nhà với đôi mắt bị lấy đi mất. Mọi chuyện chưa chấm dứt khi hai người phải chứng kiến cảnh Tony bị một kẻ đeo mặt nạ dùng cưa máy cưa ra làm đôi. Bọn chúng giải thích tất cả những chuyện này là để làm hài lòng khán giả. Mục tiêu là những kẻ thường chơi khăm người khác. Sau đó, một đoạn video về Abby được chiếu lên. Khi cô ấy bị bọn chúng chôn sống và hai người có 5 phút để giải cứu, Emma biết được địa điểm chôn Abby nên họ nhanh chân chạy đến đó. Một tên âm thầm bám theo phía sau để quay video, nhưng hậu đậu tạo ra tiếng động. Khi bị phát hiện, hắn đã cuống cuồng lao đến tấn công để rồi bị Emma đâm một nhát. Khi tháo cái mặt nạ ra, họ rất sốc khi đây chỉ là một đứa trẻ, trạc tuổi với Abby. Hai người tiếp tục để giải cứu Abby, sau một lúc đào xới thì cô ấy cũng đã an toàn. Nhưng khi họ định rời đi thì nhóm Matt Frick xuất hiện. Theo yêu cầu của người xem thì họ muốn Emma được sống. Ngoài ra, cô ấy có thể lựa chọn cứu một trong hai người bạn của mình. Nghe đến đây thì Marcus chấp nhận số phận để Emma cứu Abby. Anh ấy nói cô hãy đi tìm sự giúp đỡ, truy lùng những kẻ này trước khi bị đánh ngất. Hai cô gái vào trong xe rồi rời đi, tìm đường đến đồn cảnh sát gần nhất. Marcus tỉnh dậy, thấy mình bị trói chặt trên bàn, chứng kiến thi thể những người đồng nghiệp đang bị bọn chúng xử lý. Anh ấy chê bai Matt Frick vì không có sự sáng tạo, chỉ lấy yếu tố kinh dị ra câu view. Đáp lại, Marcus được xem một đoạn video cho thấy Abby là tay trong của bọn chúng, người đã tiết lộ toàn bộ kế hoạch. Đến đây thì Marcus tâm phục khẩu phục, chấp nhận số phận trớ trêu của mình để cho bọn chúng đẩy vào lò thiêu. Về phía Emma, cô ấy để ý thấy một chiếc camera lạ trong xe, dường như cũng ngờ ngợ đoán ra thân phận thực sự của Abby. Bộ phim đến đây là hết. Các bạn cho rằng mọi chuyện vẫn là do dàn dựng hay đó thực sự là một cuộc tàn sát của nhóm Matt Frick? Cho mình biết ở phần bình luận nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ở những bộ phim tiếp theo.